Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân vắng mặt trong buổi tiễn Á hậu Kim Duyên đi thi Miss Universe, lý do là gì? Vì trùng với lịch công việc riêng đã được book sẵn nên Khánh Vân không có mặt tại sân bay để tiễn Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021. Kim Duyên đã chính thức lên đường sang Israel tham dự cuộc thi Miss Universe 2021. Chuyến đi lần này, cô có anh CEO quốc dân Trần Việt Bảo Hoàng và Á hậu Hoàng My tháp tùng. Có mặt tại sân bay, Kim Duyên vỡ òa cảm xúc trong tình yêu thương của fan sắc đẹp cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Hoa hậu Hồ Hê Niê, Đào Thị Hà ăn mặc rất giản dị để tiễn Kim Duyên lên đường. Bên cạnh hành động của top 5 Miss Universe 2018, Hồ Hê Niê khi tặng bông tai truyền may mắn cho Kim Duyên cũng như gửi lời động viên Kim Duyên bằng những cái ôm tại sân bay. Rất nhiều ý kiến thắc mắc vì sao không có sự xuất hiện của Hoa hậu Khánh Vân. Còn nhớ tại thời điểm Khánh Vân lên đường tham dự Miss Universe 2020, Kim Duyên đã có mặt tại sân bay từ rất sớm để tiễn người chị yêu quý lên đường nên điều này fan thắc mắc là cũng dễ hiểu. Ngay lập tức, top 21 Miss Universe 2020 đã lên tiếng giải thích: "Hôm nay là ngày em lên đường với hành trình rất tuyệt vời, hãy tận hưởng và chiến đấu hết mình em nhé. Hôm nay chị không ra tiễn được vì chị có lịch công việc trước đó, nhưng chị vẫn theo dõi hành trình của em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe." Theo lịch dự kiến ban đầu, Kim Duyên sẽ khởi hành từ ngày 23, nhưng do có sự thay đổi nên phải dời lịch. Kế hoạch này trùng với lịch quay, công việc của Khánh Vân nên cô không sắp xếp được thời gian để tiễn Kim Duyên đến với Israel. Dòng tâm sự của Khánh Vân cũng đủ đã giải thích cho lý do này. Họ vẫn mãi là chị em tốt và luôn chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Về phía Khánh Vân, vẫn luôn hỗ trợ đàn em trên hành trình, hiện thực hóa giấc mơ hoa hậu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.